Chúng ta tiếp tục ở bài trước nhé. Ở bài trước chúng ta đã có được hai cái resource mẫu này, và khi chạy nó tự động load tên luôn, và nhiệm vụ chúng ta là đưa hai cái resource này vào trong danh sách này. Thì cách là như sau. Đầu tiên các bạn phải lấy component này ra, bởi vì sao? Danh sách của chúng ta là danh sách resource holder, nên là chỗ này chúng ta phải tạo một cái biến resource holder chỗ này bằng với red. Cách để lấy component thì là như sau: get component red holder. Đấy. Sau khi lấy xong thì chúng ta this red holder add. Đấy, add là thêm vào cái red holder chỗ này. Rồi, ở đây các bạn cần phải làm thêm một thao tác cho mình nữa. Là mình sẽ làm cho bạn mình cho các bạn xem cái vấn đề trước rồi mình sẽ code nhé. Đầu tiên là đây nhé, nếu mà bây giờ mình có một cái object mới ấy, mình đặt tên là Iron. Object này nằm ở đây. Ví dụ nằm ở giữa đi, mình play thử. Rồi các bạn nhìn danh sách này nhé, nó bị rỗng chỗ này này. Đấy thì cái này không tốt. Nhất là vì sao? Bởi vì nó không báo lỗi ra. Đây là một cái lỗi tiềm ẩn rất là nguy hiểm. Thì các bạn nên làm như sau. Các bạn nếu bạn bạn có hai cách gì xử lý, bạn if red holder bằng null. Đấy, có hai cách. Thứ nhất là bạn continue, còn bỏ qua luôn. Khi mà các bạn làm như vậy á, thì cái danh sách này á, nó chỉ nạp đúng hai cái nào có holder thôi, còn cái iron không có thì nó sẽ không nạp. Đây, nó không có là không nạp, là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn có thể làm một cái gì sau, là debug log error. Log 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 này phải log thường nhé, log error. Đây, log error ghi là missing no red holder. Đấy, các bạn có thể thích thì các bạn có thể là add thêm tên của cái transform đấy vào, red chan chấm name. Đấy, khi bạn làm như thế này á, và các bạn để chế độ mặc định là bold on error. Để mình mời các bạn xem. Đây mình hay để là error bold chỗ này này, thì có nghĩa là khi mà bạn play lên ấy, đấy, thì nó sẽ báo lỗi ra chỗ này và nó ngưng lại. Thì đây là một cách thứ hai để các bạn xử lý vấn đề này. Tuy nhiên mình sẽ chọn cách là continue. Đấy, continue. Và như vậy. Thì chọn cách nào cũng được tùy bạn nhé, thì mình thích kiểu này hơn. Rồi, bởi vì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ vướng vào cái lỗi như thế này đâu. Ok, tạm như thế. Tiếp theo chúng ta làm gì? Chúng ta play lên. Các bạn để ý nhé. Cái danh sách này này nó sẽ rất ít khi nào thay đổi, và mỗi lần các bạn play thế này này là mỗi lần nó load lại thì nó rất là nặng. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn play lên ấy, các bạn xử lý quá nhiều lúc play ấy, thì game nó sẽ rất là nặng khi start. Nên các bạn phải giảm cái lượng công việc mà game phải xử lý trong lúc start. Tương thì chúng ta giảm như thế nào? Chúng ta phải bằng cách nào đó mà load được cái resource đó ngay chỗ này luôn. Thì mình sẽ chỉ bằng một cái là trong GPT ấy, nó có một cái là reset chỗ này. Đấy, reset này, và các bạn có thể gắn hàm vào trong cái lúc reset này. Khi bạn bấm reset á, tự động nó load tất cả những cái item này luôn. Thì chúng ta làm việc đó như thế nào? Cách làm là như sau. Các bạn viết cho mình một cái hàm là protected void reset. Đây nhá. Và đây bạn sẽ viết cho mình một cái hàm là các bạn có thể list, ví dụ nhá, load holder chỗ này. Đấy, các bạn thể làm như vậy. Thì khi bạn viết cái này á, và các bạn bấm reset á, nó sẽ thực thi cái hàm đó giống như lúc update. Đây, các bạn thấy không? Rất là tiện cho chúng ta load chỗ này. Tuy nhiên cái việc gì xảy ra ở đây là khi các bạn play á, thì cái hàm update nó vẫn chạy. Cái hàm update nó vẫn chạy và nó vẫn load cái này. Đấy, nó vẫn load cái này. Và thật ra công việc vẫn nặng. Đấy, các bạn thấy không? Nó load hai lần này. Thì câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta làm một cơ chế nào đó để mà nó chỉ load một lần thôi. Đấy, thậm chí là phải giữ được cả hai. Vì sao? Vì có trường hợp ấy là các bạn chỉnh sửa gì đó trong này và các bạn quên bấm reset, khi bạn play lên ấy thì data nó sẽ không không bị lỗi đây này, nó mất từ chỗ này này, mà khi reset ấy thì nó ổn. Đấy, thì bạn phải tìm một cơ chế nào đó để hai cái này cùng hợp tác với nhau. Thì cách là như sau, mình tạo ra một cái hàm gọi là protected nhé, virtual void load component. Đấy, đây là cách mà mình hay xài. Nếu bạn xem những clip trước của mình sẽ thấy mình hay xài cách này, và cách ở đây là mình sẽ để hàm này ở đây. Để ở đây. Đấy, và hàm chỗ này này, nó sẽ gọi chỗ này. This load component chẳng phải chỗ này. Rồi, đấy thì như vậy là hai hàm này sẽ gọi chung một cái. Và chỗ này này, mình sẽ kiểm tra rằng là if this
resource holder cao lớn hơn 0 thì mình sẽ return ra không làm gì cả. Mình làm thêm một cái đánh dấu dưới này nữa là debug log transform name cộng với load holder chỗ này. Đấy, đây là cách mà mình hay làm để mình nhận dạng nó chỗ này. Đấy, và hầu hết các class mình đều làm như thế này. Và khi các bạn chọn cái này rồi, các bạn sẽ play lên và sẽ thấy rằng là nó chỉ chạy một lần duy nhất, ví dụ như reset đúng không, là reset một lần duy nhất là xong nhé. Rồi khi bạn bấm play á thì nó sẽ không gọi lại cái hàm này nữa. Đấy, các bạn thấy không, lỡ như các bạn mà quên á, các bạn không add á, các bạn không add như thế này này, khi bạn play lên á thì cái hàm mà quét á, nó sẽ tự động gọi cái hàm đấy và nó đảm bảo cái code của bạn ổn định, lúc nào cũng có data mà bạn cần. Đấy, và khi nó xuất hiện thông báo này có nghĩa là bạn đang quên mất reset một chỗ nào đó, các bạn chỉ reset đây thôi là cái thông báo nó sẽ không chạy nữa. Thì đây là cách mà mình tối ưu cái code của mình trong lúc start game hay lúc off game, mình đều dùng cách này. Thì cách này có một cái vấn đề ấy, là chúng ta phải làm lại cái này cho tất nhiều nơi. Vì sao? Các bạn nhìn bên cái resource holder này, chúng ta cũng có tương tự này, chúng ta cũng có một cái tương tự như vậy này. Thì làm sao để chúng ta áp dụng cơ chế này cho toàn bộ những class khác? Thì đây mình sẽ gọi một cái gọi là Simono behave. Đấy, ở đây nhá, mình sẽ ví dụ mình copy cái hàm này ra. Đây là hàm mẫu nhá. Mình sẽ copy cái hàm này ra. Mình đặt tên nó là này, sai thì hay viết ngắn lại một chút. Đấy, thì cái hàm đây, hàm nó copy ra nhé, sẽ bỏ hết những cái này không cần thiết đi và mình chỉ để lại cái hàm này thôi. Đây, này không có. Đấy, mình để lại cái này và mình sẽ ghi là for override, ra phía sau nhỉ, tại như vậy. Đấy, thì như vậy xong thì khi đó các bạn sẽ có một cái hàm chỗ này, có một cái class chỗ này và các bạn chỉ cần thừa kế thôi, cách là thừa kế như thế này. Đấy, mình thừa kế từ đây và các bạn không cần hai cái hàm này nữa. Và không cần hai cái hàm này nữa. Và các bạn để chỗ được này là override. Đấy, là các bạn thu gọn được cái hàm, tức là vì sao? Vì khi code đó, các bạn cần phải giảm số lượng dòng code mà các bạn có trong một class xuống như có thể. Đấy, khi các bạn giảm như vậy rồi á thì qua bên resource holder các bạn cũng làm tương tự. Đấy, làm tương tự và các bạn sẽ có một cái hàm ở đây là protected override void load component. Đúng chưa? Lúc đó thì các bạn chỉ cần gọi cái hàm mà các bạn muốn ở trong này thôi, các bạn không cần phải gọi hàm này nữa là xong. Đấy, là xong nhé. Tuy nhiên mình có một lưu ý thêm này, đây là cái mới mình trong những clip trước mình chưa có làm cho các bạn, đó là trong cái Simono behave này có cái protected chỗ này, thì chỗ này mình sẽ để nó dạng là virtual. Đấy, cũng virtual này để làm gì? Để những cái hàm phía sau này, nếu mà lỡ như mà có nhu cầu muốn gọi lại cái hàm aquatic hoặc là nâng cấp cái hàm aquatic ấy, thì ta có thể làm là override void aquatic. Đây, lúc đó là chúng ta gọi hàm bay này và chúng ta sẽ gọi thêm cái gì đó muốn ở đây. Thì đây là cái mà trong series 2D mình không có làm, nhưng đây mình sẽ làm bằng lưu ý chỗ này nhé. Đấy, thì thật ra nếu như các bạn không cảm nhận được cái sự lợi ích của những cái kiểu như thế này thì các bạn có thể không xài. Đấy, còn nếu như các bạn muốn muốn thử thì các bạn cứ gõ theo và theo thời gian có thể các bạn sẽ hiểu ra được là tại sao mình làm như thế này. Đấy, có rất nhiều thứ mà mình chỉ bây giờ các bạn không hiểu nhưng mà về sau các bạn sẽ ngộ ra và các bạn sẽ hiểu. Và thậm chí là bạn có thể sẽ phải tìm được cách khác hay hơn. Đấy. Thì clip hôm nay mình chỉ nói sơ thôi, nội dung chính là mình muốn giới thiệu về cái site Behave này. Vì cũng có nhiều bạn xem clip 2D của mình và hỏi là cái này là để làm gì, cái này làm sao, thì hôm nay mình sẽ chỉ lại. Và bạn nào vẫn chưa hiểu thì cứ gửi câu hỏi trong comment nhé, mình sẽ giải thích thêm. Còn bây giờ demo lần cuối cho các bạn xem. Đây. Reset. Reset. Đấy. Play. Đấy, như vậy là lúc start game sẽ không có load cái gì nặng nữa vì tất cả là load sẵn lúc mình edit rồi. Ok, thế nha.